mọi người. Bây giờ mình đang đi siêu thị mua đồ về nấu canh bánh gạo thịt bò. Thì ở trước cửa siêu thị hôm nay nó có bày bán rất là nhiều loại rau củ quả, gia vị này kia đồ, trái cây đồ. Thì cái chỗ này á, một tuần vào ngày thứ tư nó mới bán một lần thôi. Người ta đến mua cũng khá là đông, vì giá nó cũng rất là rẻ và đa dạng nhiều loại nữa. Thì đây là mọi người thấy không, bắp cải tím, bắp cải nhỏ rồi nấm này kia rồi. Giá đặc giá mầm nữa nè. Broccoli nè, bông cải đó, rồi củ dền đó, cải thìa đồ này kia, rau chân vịt đồ. Nói chung là tất cả các loại rau củ nó đều có bán hết. Dài lại đằng kia là hành hẹ của cải rồi. Có bán dưa hấu với lại quýt nữa. Khoai lang nữa nè. Mà có điều sao mà nhỏ quá. Nấm đông cô nữa nè. Mình đang mua. Ôi ôi ôi. Mình mua 3 gói cải thiện với một cái củ dền. Rồi bây giờ mình vô siêu thị mua bánh gạo. Đây là bánh gạo nè. Thì cái siêu thị chỗ mình ở này á, sát bên nhà mình gần lắm. Thì nó chỉ có bán đồ ăn với vật dụng trong nhà, trái cây, rau quả, thịt cá đồ này kia thôi, chứ nó không có bán đồ chơi trẻ em, quần áo, đồ xong nồi như chén bát gì, giống như siêu thị lớn. Nó dạng như là siêu thị nhỏ thôi. Gần Tết là mọi người thấy nó để bán quà tặng Tết, mọi người thấy không? Vậy là toàn là quà tặng Tết không đó, dầu ăn với lại thịt hộp rồi đó. Quà Tết. Đằng kia thì bán các loại mì, rồi mì dầu gội, sữa tắm đồ này kia. Đây là khu bán thịt. Nó cũng có bán đủ loại thịt hết. Đây là cái tủ lạnh bán kem, cũng có đủ các loại kem hết luôn, rất là nhiều. Đó. Kem hộp, kem bịch gì cũng có chân á. Còn đây là khu bán nước giặt, rồi xài bông, tẩy rửa này kia rồi đó. Khu này thì bán đồ dùng trong bếp, nhưng mà son nồi nọ liêu son chảo gì đó, rồi giấy thấm dầu rồi này kia đâu. Chỗ này là bán sữa với lại sữa chua, giọt khu đối thừa đồ này kia gì đó, chít chờ rồi. Dài lần kia thì là ba cái nước ngọt đủ loại này kia đồ, bia bọt rồi. Rồi đây là tất dùng cái loại dùng để nấu canh. Cái này là 4.500, khoảng 80.000 tiền hàng, lộn 80.000 tiền Việt. Còn cái này là thịt bò, khoảng 160.000. Thì bữa nay mình sẽ nấu canh bánh gạo với lại thịt bò, với lại cần phải có hành, tỏi nè, gừng nè, mắm tép, nước mắm, nước tương, cục canh chan với lại dầu mè. Rồi bây giờ mình bắt đầu nấu nha. Nước nữa, một xíu nước thật, với lại miếng nước mắm nữa.
Rồi mình đợi cho cái này nó sôi lên khoảng một hơi. Đợi cho nó sôi lên cái đi. Chưa được một phút nữa mà nó đã sôi nè. Bây giờ mình sẽ hất bọt. Hất bọt cái đi. Xong mình chế thêm nước vô nữa. Khoảng 3 ly đi ha. Nó sôi lên chập 2, mình bắt đầu bỏ bánh gạo vô. Miếng tỏi vô. Thêm muỗng mắm tép vô nữa. Rồi. Bỏ hành vô luôn. Món bánh gạo này á, thì ăn vào ngày Tết. Nhưng mà ngày thường mình thèm mình nấu ăn cũng được, không sao hết. Nó là món, còn đây là món ăn truyền thống ngày Tết. Bánh gạo, canh bánh gạo. Rồi xong bây giờ mình chế trứng gà vô. Tắt bếp. Xong, như là món bánh canh bánh gạo của chúng ta đã hoàn thành. Bây giờ mình sẽ múc cái tô ha. Bây giờ mình sẽ múc cái tô. Trời ơi, mọi người thấy ngon không? Bây giờ mình sẽ gửi hai cái đôi giày này lên cho mẹ mình mang để đi làm. Đi làm trong đó không cần mang giày đẹp. Giày của mẹ mình không biết sao mà bà nói gách gì đó. Mà giày bên này sao mà gách trời. Mang cũ dục thôi chứ đợi nó gách tôi biết chừng nào. Chừng nào mà nó mới gách được. Mang đi làm thì không cần giày đẹp. Mấy cái này mình cũng không có mang nữa. Cũng ít khi mang lắm. Cho nên sẽ gửi lên cho mẹ. Thì có một số bạn chắc chắn là sẽ hỏi tại sao mẹ mình không ở chung với mình rồi gì đó. Thì mẹ mình bên đây đi làm. Làm ở chỗ đó thì có chỗ ở luôn. Với lại xa đây lắm. Đi 2 tiếng mới tới. Đi xe 4 bánh á. 2 tiếng mới tới mà. Chứ làm mọi người nghĩ đi. Hai bà xui mà ở chung nhà, xui gia mà ở chung nhà với nhau thì sao mà ở được đúng không? Rất là bất tiện. Mẹ mình không thích ở chung mà mẹ chồng mình cũng rất là bất tiện. Đó. Cho nên là ở trên đó một mình. Muốn ăn gì ăn, muốn làm gì làm thoải mái. Muốn đi đâu chơi thì đi đó. Chứ bên Việt Nam thì mọi người cũng thấy đó. Đâu có ai mà ở chung hai bà xui mà ở chung nhà đó đúng không? Chuyện hy hữu à. Bây giờ mình sẽ gói lại. Bỏ vô thùng thì mình gói lại. Thùng đây. Với bỏ thêm một số phụ gia khác nữa.
mọi người thấy chỗ này có quen không ạ? Đây là chỗ mình hay đứng đón thẻ hô nè. Thì cái nhà bên đó là cái nhà để của công ty chuyển hàng Logistics Pair. Thì nó là một trong những công ty chuyển hàng cũng khá là uy tín ở hàng này. Ở bên này chuyển hàng á, thì giá thường thường là nếu như cái vật nó không nặng á, thì 4.000, còn nếu như mà nặng bự á, thì 5.000. Chuyển hôm trước thì hôm sau sẽ đến liền, hoặc là nếu trễ á, thì sang ngày mốt. Khá là uy tín. Nói chung là không phải là khá mà rất là uy tín. Vì khi mình chuyển hàng thì sẽ có cái số chuyển hàng á, mình có thể lên mình điều tra được, mình xem được là hàng nó đã đi tới đâu và mấy giờ tới đâu tới đâu, và có số của cái chú, của cái người mà giao hàng cho mình luôn, để mình có thể liên lạc khi mà có cái gì đó, khi mà hàng đến trễ hay là cái gì đó thì mình có thể liên lạc. Đây là bên trong của cái nhà đại lý của cái công ty vận tải nè. Rất là nhiều đồ, mọi người thấy không? Quá trời luôn, người ta gửi cái gì mà dữ thần vậy? Đây có mấy đứa học sinh nó gửi gì nữa nè. Còn mấy cái thùng mớp trắng trắng cái này là hải sản. Con gì ta? Con dẹ mấy là con gì đó. Ngoài kia thì ông chú đó, ổng đang chắc đồ lên xe để đẩy vô nữa. Mười phân. Bây giờ mình đang ghi địa chỉ đó. Hàng nhiều quá đâu có khiêng từng thùng nổi, phải có cái xe này nè. Theo xin chào mọi người. Anh chào. Xin chào mọi người. Anh người. Xin chào mọi người. Mấy đứa này nó mới đi học về nè mọi người. Yeah. Mọi người khỏe không? Mọi người khỏe không? Mà ăn khổ. Theo. Con thương mẹ không? Con thương mẹ không? Con thương mẹ lắm hả? Mẹ thương mẹ lắm mà. Trời ơi trời. Thấy nó trả lời một cách miễn cưỡng quá à. Mà mấy đứa này nó uống cái tay vô cua đó thường. Nó uống cái chai dịch dục khui thừa có một chút xíu à, mà nó đòi cắm hút bự như con trâu vậy. Còn đây là cái thề mình mua hồi nãy nè, mua trước cái siêu thị á. Giờ mình sẽ xào mỡ ăn tại nhà. Phải xào hải sản thì ngon hơn, nhưng mà bây giờ nhà không có hải sản, có thịt bò thôi, nhưng mà thịt bò thì mình ngán, tại vì mới ăn thịt bò tức cúc hồi trưa rồi. Canh bò gì đó quên nè, à canh bánh gạo thịt bò đó. Nhưng giờ mình xào với mỡ tỏi thôi, rất đơn giản nhưng nó sẽ ngon. Mình chế tỏi vô. Bữa nay xào món này là món Việt Nam. Bỏ tỏi vô phi. Rồi mình sẽ bỏ cái đầu của cái cải thìa vô trước, tại vì cái đầu nó sẽ lâu chín hơn là cái cọng. Đó, mình xào cái đầu trước rồi xào cọng sau. Lên khói quá. Bây giờ mình sẽ bỏ cái lá vô xào, tại vì cái cọng nó sắp chín rồi. Mình rất thích ăn cái món này nấu với tôm. Ngày mai mình sẽ mua tôm thì mình nấu. Mình nhớ hồi nhỏ mẹ mình có nấu món này. Trong muối này nó có sẵn bột ngọt rồi, cho nên mình chỉ nêm muối thôi, nêm gì nữa. Tắt bếp. Món cải thề xào của chúng ta đã hoàn thành. Cuối cùng thì món cải thìa xào mỡ tỏi của chúng ta đã hoàn thành. Cơm chiều của mình bữa nay là canh tình trang, cá hấp với lại cải thìa xào. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Xin chào tạm biệt mọi người.